không chỉ là kiệt tác quân sự, Binh Pháp Tôn Tử còn là một tác phẩm văn học ưu tú với nhiều câu nói nổi tiếng, được hậu thế ngàn năm nằm lòng như biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đánh chỗ địch không phòng bị, hành động lúc địch không ngờ tới. Cuốn binh thư ấy thực sự là cẩm nang cho người đời. Người ta nói rằng Binh Pháp Tôn Tử là cuốn sách ai đọc vào cũng có được thu hoạch. Người làm quan đọc vào thì biết được thuật chính trị, tiến thoái trốn quan trường. Kẻ làm giàu đọc vào thì biết quy luật của thị trường, kinh doanh. Người trí thức đọc để thấy được cái hay trong câu chữ, trong văn phòng. Đến ngay người ít học, đọc cuốn sách ấy cũng hiểu được thế nào là mưu lược, là nghệ thuật chiến tranh, là binh chinh thiên hạ. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi là một cuốn binh thư phục vụ chiến tranh, Binh Pháp Tôn Tử khiến người ta say mê hàng ngàn năm qua bởi những giá trị tiềm ẩn, khai phá mãi mà không hết. Dưới đây là những câu trích kinh điển nhất, cũng là những chiến thuật lợi hại nhất trong tác phẩm này, có thể làm cẩm nang ứng xử tuyệt vời cho con người thời hiện đại. Chào mừng đến với Battlecry, Trung Hoa Sử Ký. Binh không có thế cố định, nước không có hình cố định. Người biết dựa vào thay đổi tình hình địch mà giành chiến thắng thì gọi là thần. Nguyên văn: Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, năng nhân địch biến hóa, nhi thủ thắng giả, vị chi thần. Châm ngôn này nằm trong Thiên Hư Thực của Binh Pháp. Tôn Tử cho rằng tình thế trên chiến trường luôn thay đổi khôn lường, không nên câu nệ vào bất kỳ một hình thức tác chiến nào. Cũng giống như nước vốn không có hình thái cố định, rót vào bình tròn thì nước có hình tròn, rót vào bình vuông thì nước có hình vuông. Có thể căn cứ vào quân số địch nhiều hay ít, trang bị tốt hay kém, sĩ khí cao hay thấp, tố chất của viên chỉ huy như thế nào, cung ứng quân nhu ra sao mà lựa chọn đối sách cơ động, linh hoạt, vậy mới có thể giành thắng lợi. Mấy câu này hẹp thì có thể dụng binh tất thắng, rộng có thể dùng để xét đoán sự việc, cân nhắc thời thế, tìm ra sách lược chu toàn nhất. Trong cuộc sống, kỳ thực có nhiều tình thế còn nguy hiểm, gian nan hơn cả trên trận địa. Người cơ trí, linh hoạt, chủ động ứng phó, không máy móc giáo điều, dập khuôn theo cách cũ thì mới có thể thành công. Một ví dụ điển hình cho câu nói nổi tiếng này có thể kể tới trận Bối Thủy Nhất Chiến, đẳng cấp vô song của binh tiên Hàn Tín. Ở trận đánh kinh điển này, vùng đất mà nước Triệu chiếm giữ rất dễ phòng thủ và khó bị tấn công. Dãy núi Thái Hành cao lớn và hiểm trở là một bức tường thành che chở tự nhiên. Lối duy nhất tiến vào nước Triệu là cửa ải Tỉnh Hình, là một trong 8 cửa ải nhỏ hẹp của dãy núi Thái Hành. Nơi đây là hẻm núi lớn, kẹp giữa vách núi sừng sững hai bên. Con đường hẹp, xe không thể đi song song, ngựa không thể xếp hàng chạy. Một người giữ ải, vạn người không thể qua. Để đi qua dãy núi hẻm lớn này, đội quân phải xếp thành một hàng dài, từ đầu tới cuối, không thể ứng cứu nhau. Chỉ cần quân Triệu đặt một đội quân yếu ớt chấn giữ lối ở đầu ra, kẻ địch bên ngoài khó có thể xâm nhập vào đất Triệu. Hơn nữa, còn có một con sông chảy xiết ở lối ra của cửa Tỉnh Hình. Điều này cho thấy rằng, sau khi vào đất Triệu rồi, thì muốn rút lui từ cửa Tỉnh Hình ra cũng chẳng hề dễ dàng. Trần Dư khi đó là tướng nước Triệu, lập kế hoạch một mẻ muốn hốt trọn quân của Hàn Tín, nên đã không hề đưa quân chấn giữ cửa ải, mà tập trung đại quân 20 vạn ở nơi xa phía đông cửa ải, bày sẵn thế trận chờ quân địch. Đợi quân của Hàn Tín hoàn toàn vượt qua cửa ải Tỉnh Hình, rồi sẽ lấy thế mạnh của binh lực mà tiêu diệt toàn bộ quân Hán. Một kế hoạch hoàn hảo như vậy đã bị một cao nhân phát hiện ra chỗ sơ hở. Người này chính là thuộc hạ của Trần Dư, Quảng Vũ Quân Lý Tả Xa, cháu của danh tướng Lý Mục thời Chiến Quốc. Lý Tả Xa cho rằng Hàn Tín một đường thừa thắng mà tới đây, khí thế không thể ngăn cản. Có điều vận lương ngàn dặm, quân sĩ có dáng đói, đợi hái củi cắt cỏ mà nấu ăn, lính tráng không được ăn no. Có nghĩa là cung cấp lương thực từ xa xôi ngàn dặm, binh sĩ tất phải chịu đói, lại phải chặt củi nấu cơm, lính tráng chắc chắn không được ăn no. Đây chính là nhược điểm của quân Hán. Lối đi ở cửa ải Tỉnh Hình nhỏ hẹp, lương thảo quân Hán sẽ tụt lại phía sau. Nếu như bố trí binh mã từ đường nhỏ cắt đứt lương thảo, đợi quân đội của Hàn Tín qua cửa ải Tỉnh Hình, lại phái quân giữ chặt cửa ải, không cho binh mã rút lui, thì quân Hán sẽ rơi vào thế lưỡng nan, tiến không vào được Triệu, lui chẳng thể quay về. Không đầy 10 ngày nữa, quân Hán sẽ không cần tấn công mà tự tan. Tuy nhiên,
Trần Dư vốn là một nho sĩ, không tán thành việc dùng mưu kế để cầm cự với quân địch, mà muốn dụng binh chiến đấu. Và thế là đề nghị của Lý Tả Xa đã bị gạt sang một bên. Hàn Tín sau khi biết chuyện này, trong lòng thấy rất vui, liền lập tức bố trí hành động. Vào lúc nửa đêm, ông sai 2.000 khinh kỵ mang theo cờ đỏ của quân Hán ẩn nấp gần doanh trại quân Triệu, hạ lệnh cho quân sĩ còn lại ăn sáng trước, xong xuôi thì chuẩn bị xuất phát, và còn dặn mọi người sau khi đánh bại quân Triệu sẽ lại ăn sáng tiếp. Nghe mệnh lệnh của đại tướng quân, quân sĩ ai nấy đều ngơ ngác. Quân Hán khi này chỉ có 3 vạn người ngựa, làm sao có thể đánh bại 20 vạn quân Triệu trong một trận? Hơn nữa lại còn nói đánh nhau xong sẽ lại ăn sáng tiếp. Đại tướng quân chắc không nói trong mơ chứ. Hàn Tín bỏ qua những ánh mắt bán tin bán nghi của tướng sĩ. Ông chủ huy 1 vạn binh lính tiến vào cửa ải tình hình và đóng trại quay lưng ra sông. Ông đã nhìn thấu chiến lược của Trần Dư là muốn quét sạch quân Hán trong một trận. Vì vậy, ông ta sẽ không ra tay nếu thấy toàn bộ quân Hán vượt qua. Tình hình quả nhiên đúng như dự đoán của Hàn Tín. 1 vạn binh sĩ đã vào vị trí một cách êm đẹp. Sau khi bình minh, Hàn Tín rầm rộ tiến vào cửa ải tình hình, bày binh bố trận bên sông. Sau đó hướng vào quân Triệu mà khiêu chiến. Trần Dư thấy quân Hán ít ỏi, bản thân mình thật lại có ưu thế về địa hình, dựa núi, nhìn sông, nên đã dẫn quân tinh nhuệ xông ra. Hai bên giao chiến một lúc, Hàn Tín giả vờ thua chạy, chống trận và cờ cũng không kịp mang theo, vứt đầy cả dọc đường. Trần Dư thấy vậy, cũng cảm thấy nắm chắc phần thắng, liền hạ lệnh cho cả doanh trại tấn công, bắt sống Hàn Tín. Thế là 2.000 quân Hán mai phục gần doanh trại quân Triệu, thừa cơ xông vào, thay hết cờ bằng cờ đỏ quân Hán. Bên này, Hàn Tín và 1 vạn binh sĩ bên sông hợp lại, ra sức đánh lại sự truy đuổi của quân Triệu. Vì không còn đường rút lui, nên quân Hán đã liều chết chống cự. Hai bên chém giết quá nửa ngày mà vẫn bất phân thắng bại. Quân Triệu đánh mãi không thắng, định thu quân về trại. Quay đầu nhìn lại, thấy trong doanh trại đều phấp phới lá cờ quân Hán, cho rằng quân Hán đã chiếm xong doanh trại của mình. Bỗng chốc lòng quân tan rã, thế trận đại loạn, quân sĩ chạy trốn khắp nơi. Lúc này, quân chủ lực của Hán vốn đã rút lui ra khỏi bờ sông, bắt đầu quay đầu phản công lại. Cùng với 2.000 binh sĩ, thừa cơ hai mặt giáp công, quân Triệu đại bại, Trần Dư chết trận, Triệu Vương và Lý Tả Xa đều bị bắt sống. Lãnh thổ nước Triệu cũng bị quân Hán chiếm đóng. Trong trận này, có thể nói rằng Hàn Tín đã vận dụng thuần thục tới mức xuất thần nhập quỷ binh pháp. Về nguyên tắc, người làm tướng không được phép đưa quân đội vào thế tử địa, không có đường lui. Đây, Hàn Tín lại làm ngược lại, dồn quân quay lưng tựa sông, chưa kể còn giao chiến với một đội quân đông đảo hơn gấp nhiều lần. Giả sử nếu thất thế, chẳng phải là rơi giáo xuống sông cả sao? Thế nhưng, như binh pháp đã nói, binh không có hình thế cố định, dựa vào địch mà tùy cơ hành xử. Đội quân của Hàn Tín đa phần là tân binh, tuy kỷ luật không cao, thế nhưng nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, sẽ liều chết mà chiến đấu để bảo vệ mạng sống. Vì vậy, chỉ có thể trước tiên đưa họ vào nơi phải chết, để mọi người đều vì sự sinh tồn của riêng mình mà chiến đấu. Nếu không, khi vừa khai chiến, họ sẽ mạnh ai lấy chạy, đội hình tan rã. Chưa kể, tâm lý của binh tướng quân Triệu đa phần là chủ quan. Nếu gặp sự kháng cự quyết liệt của quân Hán, tất sẽ choáng váng mà tan vỡ. Hàn Tín quả là một cao thủ dùng binh, biết kết hợp những chiêu thức mới lạ và chính thống, áp dụng linh hoạt. Người biết lúc nào có thể đánh, lúc nào không thể đánh thì sẽ thắng. Nguyên văn: chi khả dĩ chiến, dữ bất khả dĩ chiến giả, thắng. Câu châm ngôn này nằm trong Thiên Mưu Công. Tướng lĩnh có thể xem xét thời, cân nhắc thế, biết địch biết ta. Trong chiến tranh, giỏi áp dụng các chiến thuật cơ động, linh hoạt, có thể đánh thắng được thì mới đánh, không thể đánh thắng được thì không đánh, không bị tình cảm chi phối, không hành động mù quáng, như vậy sẽ tự khắc đánh thắng. Trong cuộc sống, người biết tiến, biết lùi, biết nhanh, biết chậm, hiểu rõ thực hư, xét việc rõ ràng, tỉnh táo minh bạch, không cố chấp, bảo thủ, mới đương đầu được với những tình thế hiểm hóc, nguy khốn nhất, mới có thể định tâm vững vàng trước thử thách phong ba. Ví dụ kinh điển cho ý này, phải kể tới cái tên Lý Thế Dân và trận đánh bắt sống Tiết Nhân Quả. Cuối thời Tùy, quân hùng khắp nơi nổi lên cát cứ. Tập đoàn quân sự của Lý Uyên khi này đã chiếm cứ được Trường An, dựng vương triều nhà Đường. Khi này ở phía Nam, Tiết Cử
và con trai Tiết Nhân Quả khởi 20 vạn đại quân tiến đánh Kinh Châu, uy hiếp vùng Trung Nguyên. Vua Đường cử con trai là Lý Thế Dân thống lĩnh đại quân tiến đánh. Thế nhưng khi vừa xuất quân, Lý Thế Dân bỗng dưng đổ bệnh, ông phải dưỡng thương trong trại và phải trao binh quyền lại cho hai tướng là Ân Kha Sơn và Lưu Văn Tĩnh. Ông dặn hai tướng phải tuyệt đối tránh giao tranh bởi nhuệ khí quân địch đang cao, phải tập trung phòng thủ đợi ông khỏi bệnh trở lại. Thế nhưng hai tướng lại ham lập công, đem quân nghênh chiến, kết quả bị quân Tiết phục binh đánh bại. Lý Thế Dân phải gắng gượng ôm tàn binh trở về. Mấy tháng sau, Lý Thế Dân khỏi bệnh lại cầm quân ra trận. Khi này các tướng quân Đường đều nóng lòng muốn ra trận trả thù. Thế nhưng Lý Thế Dân vẫn tuyệt nhiên không xuất binh, bởi ông biết rằng quân Tiết khí thế đang cao, lợi về đánh nhanh. Quân Đường mới thua một trận, tinh thần còn e sợ quân Tiết dũng mãnh. Ông quyết cố thủ đợi quân Tiết sinh chán nản, khi đó mới tung đòn kết liễu. Quả nhiên trong suốt mấy ngày, quân Tiết khiêu chiến mãi không được, sinh ra trễ nải, mất cảnh giác. Khi này Lý Thế Dân mới dồn toàn lực phát động tổng tấn công. Kết quả Tiết Nhân Quả thua tan tác phải bỏ chạy. Lý Thế Dân quyết tâm truy đuổi. Các tướng khi này vội can lại, sợ có phục binh. Lý Thế Dân khi này giải thích: địch đang ở thế thắng, phải làm cho chúng chán nản, trễ nải. Khi đó ta không xuất chiến để dưỡng nhuệ khí quân ta. Khi này thì chúng vừa đại bại, tinh thần hoảng loạn, phải đánh gấp. Nếu để chúng vào thành cố thủ, gây dựng lại thanh thế thì khó mà diệt được. Quả nhiên, Lý Thế Dân cầm theo vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ đuổi đánh. Tiết Nhân Quả vốn dũng mãnh thiện chiến, vậy mà tinh thần suy sụp, buộc phải đầu hàng quân Đường. Đánh chỗ địch không phòng bị, đánh chỗ địch không ngờ tới. Nguyên văn: công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý. Câu châm ngôn này nằm trong Thiên Kế. Nhân lúc kẻ địch không phòng bị mà tấn công, dùng phương thức kẻ địch không ngờ tới để tiến đánh. Tác chiến đánh địch nên chọn nơi địch phòng bị mỏng nhất, lúc địch lơ là không để ý nhất. Khi địch không phòng bị, đột nhiên xuất kích thì sẽ bất ngờ giành chiến thắng. Đôi khi phải dùng kế sách dương đông kích tây, điều động chủ lực của địch đi một nơi khác, rồi tung quân đánh vào nơi chúng không đề phòng nhất. Ví dụ kinh điển nhất cho ý này phải kể tới hai chiến công vô tiền khoáng hậu của Hàn Tín, đó là Mình Tù Sạn Đạo, ám độ Trần Thương và Lâm Tấn Nghi Bình, Mộc Anh Độ Hà. Ngược dòng thời gian, về cái ngày mà Lưu Bang dẫn quân vào Hán Trung, vì để che giấu lực lượng của bản thân cũng như không để các chư hầu của Hạng Vũ dễ dàng tiến đánh vùng đất của mình, Lưu Bang đã nghe lời của Trương Nương cho chặt đứt toàn bộ các sạn đạo của dãy Tần Lĩnh, khiến cho Hán Trung trở thành một vùng đất bị cô lập hoàn toàn với Trung Nguyên. Nên biết rằng những con đường này được tạo ra bằng cách đục lỗ, bắc cầu vào sườn núi dựng đứng. Kể cả nếu có những sạn đạo này thì việc hành quân trùng trùng điệp điệp cũng đã vô cùng gian khó rồi. Vậy mà giờ đây không có sạn đạo, việc vượt Tần Lĩnh trở về Quan Trung còn khó hơn lên trời hái sao. Trong số các sạn đạo, đường qua núi Bao Tà và Trần Thương là hai sạn đạo quan trọng nhất, thế nhưng đều đã bị quân Hán phá hủy nghiêm trọng. Sau khi Lưu Bang vào Hán Trung đã cho thiêu rụi đường Bao Tà, vốn là sạn đạo dài hơn 600 dặm, muốn tu sửa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ còn lại sạn đạo Trần Thương là có thể miễn cưỡng sử dụng. Thế nhưng ở đầu bên kia, sạn đạo này lại có đội quân của Trương Hàm, cũng là một đội quân thiện chiến bậc nhất trong Tam Tần trấn thủ. Chưa bàn tới việc vượt qua Tần Lĩnh bằng cách nào, nếu như thành công đi qua thôi, gặp phải quân của Trương Hàm tất cũng sẽ bị thảm sát. Thế nhưng điều này thì chẳng thể nào làm khó được Hàn Tín. Trong hồ lô của ông đã sớm có dự tính của mình. Hàn Tín liền lập tức cử Phàn Khoái, Chu Bột, quân khuếch trương thanh thế, tu sửa sạn đạo Bao Tà, làm ra vẻ như quân Hán đang muốn xuất binh từ nơi đây. Trương Hàm sau khi nhận tin tức, lập tức phái thêm binh tướng hùng mạnh phòng giữ tại đầu đường Bao Tà. Vì độ nhỏ hẹp cũng như hiểm trở khi cố gắng vượt qua Bao Tà, nên nơi đây được ví như một người gác cổng, vạn người khó qua. Do đó, chỉ cần chiếm đóng cửa quan này thì Trương Hàm có thể kê cao gối, không cần lo lắng gì nữa. Khi hay tin Trương Hàm điều đại binh tới trấn thủ Bao Tà, Hàn Tín dường như đã gỡ bỏ được gánh nặng trên vai. Hán quân từ đây có thể tiến về Quan Trung, Lưu Bang có thể tranh bá thiên hạ, còn bản thân Hàn Tín cũng có cơ hội để thi thố tài hoa cùng đất trời. Quân lệnh như sơn, ba quân không dám chậm trễ. Theo sự chỉ huy của Hàn Tín,
mà hành quân thẳng tiến tới Trần Thương. Quân Hán thành công vượt qua được dãy Tần Lĩnh, hừng hực khí thế tiến quân, đánh úp vào hậu phương của Trương Hàm. Trần Thương không được phòng bị kỹ càng, do đại quân đã theo Trương Hàm tiến về Bào Tà, nên nhanh chóng đã bị Hàn Tín cùng quân Hán chiếm đóng mà không tốn chút sức lực. Tin tức Hàn Tín dẫn quân Hán vượt Trần Thương đến tai Trương Hàm ngay trong đêm, khiến ông ta mặt cắt không còn giọt máu. Trần Thương khi đó không chỉ là một con đường nối Quan Trung với Hán Trung, mà nó còn là một kho lương vô cùng quan trọng của Tam Tần. Chiếm được Trần Thương không chỉ giúp quân Hán tiến về Quan Trung, mà nó còn cung cấp một hậu phương vô cùng vững chắc để tranh bá thiên hạ. Tin tức Trần Thương thất thủ trong đêm khiến Trương Hàm mất ăn mất ngủ, lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, kéo về Trần Thương. Quân Hán với cơn giận dồn nén đã lâu, lại thêm trận mở màn chiến thắng, đương nhiên sĩ khí ngút trời, tựa như mãnh hổ xuống núi. Trương Hàm gấp gáp ứng chiến, lòng quân bất ổn. Trong lúc hai quân giao chiến, Phan Khoái, Chu Bột cùng dẫn quân tới hợp lực với Hàn Tín. Ba mặt giáp công, Trương Hàm bại trận, phải rút lui về Phế Câu trấn thủ. Hàn Tín thắng trận liên tiếp, chẳng dễ gì mà buông tha. Ngay trong đêm hôm đó, ông cho quân công hạ Phế Câu, cuối cùng đã thành công phá thành. Trương Hàm bị dồn tới đường cùng, đành phải rút gươm tự sát. Từ Mã Hân và Đồng Ế cũng đã bị dồn ép, cuối cùng phải quy hàng. Hàn Tín lần đầu xuất binh đã đánh bại ba tướng Tần, vang danh thiên hạ, đưa quân Hán từ cõi chết trở về, bình định cả vùng đất rộng lớn chỉ trong vòng có 4 tháng. Từ đó, Quan Trung đã trở thành căn cứ địa để Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ. Chiến công tiếp theo phải kể tới là Lâm Tấn Nghi Bình, Mộc Anh Độ Hà. Trước đó, khi Lưu Bang vừa bình định Tam Tần, Ngụy Vương Báo là một trong những chư hầu đầu tiên bỏ sở theo Hán. Thế nhưng sau khi 56 vạn đại quân bị đại phá, hắn ta lập tức lật lọng, giả vờ chạy về đất Ngụy, chuẩn bị hội họp cùng với Hạng Vũ đánh Hán. Lãnh địa của Ngụy Vương ở phía đông của Hoàng Hà, Tây Tiến thì uy hiếp Quan Trung, Nam Hạ thì có thể cắt đứt liên hệ giữa Quan Trung và Huỳnh Dương. Để Ngụy liên quân với Hạng Vũ thì chẳng khác nào mở toang con đường tiến vào thủ phủ của quân Hán. Lưu Bang sẽ tự kê đầu cho quân Sở chặt. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên trong kế hoạch thảo phạt chư hầu của Hán chính là chiêu hàng Ngụy. Và nếu không chiêu hàng được thì sẽ diệt Ngụy, từ đó có thể mở toang con đường tiến về Trung Nguyên. Vì Ngụy Vương Báo trước đó đã từng quy hàng một lần, nên trước tiên Lưu Bang cho thuyết khách là Lệ Thực Kỳ tới chiêu hàng, mộng tưởng rằng không cần động binh mà thu phục được Ngụy. Khi Lệ Thực Kỳ tới nơi, Ngụy Vương Báo đã quyết tâm phản Hán, nên nhất quyết không gặp. Thậm chí quân sĩ nước Ngụy còn khinh sứ giả ra mặt. Lệ Thực Kỳ đành phải quay về trắng tay. Lưu Bang cũng thuận theo thế đó mà lập tức hạ lệnh cho Hàn Tín xuất binh, ngày đêm tiến quân, chẳng mấy chốc đã áp sát bờ sông Hoàng Hà. Bên kia chiến tuyến, Ngụy Vương Báo biết Lưu Bang chiêu hàng không được, nhất định sẽ tấn công, nên đã chủ động xây dựng một phòng tuyến kiên cố dọc theo bờ sông Hoàng Hà, lại cho binh sĩ ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng khó có thể vượt qua. Không dừng lại ở tuyến bố phòng đó, quân Hán còn phải đối mặt với khó khăn khi vượt sông Hoàng Hà rộng lớn. Trong tay họ là chỉ có 100 chiếc thuyền cũ kỹ, kinh nghiệm thủy chiến thì gần như bằng không. Nếu cưỡng cầu vượt sông, tất sẽ bị quân Ngụy đánh úp, thương vong không dám tưởng tượng. Giữa lúc trận chiến đang bế tắc tới cùng cực, Hàn Tín chợt nghĩ ra một diệu kế nghi binh. Ông quyết dùng kế Dương Đông kích Tây để hạ địch. Chủ trương của quân Hán đó là hạ lệnh chia quân làm hai đạo, một sáng và một tối. Đạo quân do Quán Anh thống lĩnh tiến về phía Bồ Bản với hơn 1 vạn binh mã và gần như toàn bộ chiến thuyền của quân Hán, bày ra thế trận muốn vượt sông tại đây. Đạo quân tối thì hành quân theo hướng ngược lại, đi về phía bắc khoảng 100 dặm, tiến tới bến sông cổ Hạ Dương, nay là Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây, và tập kết tại đây để chuẩn bị vượt sông. Ngụy Vương Báo thấy đại quân Hán do Quán Anh tiến về Bồ Bản thì nghĩ rằng quân Hán sẽ vượt sông tại đây, liền lập tức huy động đại quân tiến tới trấn thủ, quyết không cho quân Hán vượt sông. Hàn Tín hay tin Ngụy Vương Báo đã trúng kế, liền lập tức hạ lệnh cho quân Hán trong đêm vượt sông từ hướng Hạ Dương. Tuy nhiên, toàn bộ chiến thuyền đã được cắt cử theo Quán Anh tới Bồ Bản rồi. Vậy thì quân Hán sẽ vượt sông bằng cách nào? Nơi quân Hán tập kết vượt Hoàng Hà là bến Hạ Dương, là một bến sông cổ, nơi có mặt sông thoáng đạt, bờ thấp, nước lặng, dễ dàng di chuyển.
Chỗ này lòng sông cũng không quá sâu, nước lại phẳng lặng vô cùng, nên thích hợp để quân Hán vượt sông. Hàn Tín hạ lệnh cho quân sĩ tìm kiếm những đồ chứa nước, lại cho hạ lệnh chặt cây, xẻ thành các nẹp gỗ, nẹp những đồ chứa nước này lại, kết thành bè lớn và cho quân sĩ bí mật sang sông. Ở bờ bên kia, quân Ngụy đều được điều động tới Bổ Bản, nên không còn ai chấn giữ. Quân Hán cứ như vậy, theo diệu kế của Hàn Tín, mà dễ dàng vượt sông, không gặp chút trắc trở nào. Đại quân Hán thành công tập kết bên kia sông. Theo sự chỉ huy của Hàn Tín, lập tức xung trận, tấn công vào ấp An, dễ dàng chiếm lấy. Ấp An khi đó không chỉ là một cứ điểm quân sự của quân Ngụy, mà nó còn là kho lương quan trọng để Ngụy Hán tranh bá. Nên Hàn Tín chiếm được ấp An, chẳng khác nào ông ta đã đâm một nhát dao chí tử vào sau lưng của Ngụy Vương Báo. Tin tức ấp An thất thủ đã nhanh chóng truyền tới Bổ Bản. Ngụy Vương Báo hay tin thì mặt cắt không còn giọt máu, chẳng thèm suy xét thiệt hơn, mà lập tức cho quân từ Bổ Bản hành quân lên phía Bắc, quyết chiến chiếm lại ấp An. Thế nhưng tiếc rằng, ông ta thêm một lần nữa lại trúng kế của Hàn Tín. Quán Anh trước đó nhận sự phân phó của Hàn Tín. Ngay sau khi thấy quân Ngụy rút đi, những khoảng trống chết người lộ ra, liền hạ lệnh cho 10,000 đại quân lập tức lên thuyền vượt sông, thành công băng qua Hoàng Hà. Diệu kế của Hàn Tín thành công tuyệt đối. Cả hai cánh quân đều vượt sông an toàn, tổ chức giáp công cùng quân Ngụy. Quân Ngụy bị đánh từ hai hướng, không thể nào chống đỡ. Đại quân Hán dưới sự chỉ huy của Hàn Tín đại khai sát giới, đánh cho quân Ngụy tối tăm mặt mày, cuối cùng phá tan quân Ngụy tại Đồng Viên. Ngụy Vương Báo bị bắt sống. Sau khi tiêu diệt đại quân nước Ngụy, Hàn Tín chia binh thành nhiều hướng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, nước Ngụy hùng mạnh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng bởi chiến tích nghi binh tài tình của Hàn Tín mà từ đó người dân đổi tên gọi bến Hạ Dương là bến Mộc Anh. Mộc là chỉ cây gỗ, còn anh là chỉ bình nước, vì Hàn Tín dùng nẹp gỗ kẹp bình nước để sang sông. Tích Mộc Anh Độ Hà cũng từ đó mà được lưu truyền trong dân gian. Chiến dịch Mộc Anh Độ Hà, tức Mộc Anh qua sông, cũng là kinh điển trong lịch sử chiến tranh. Không chỉ là phương thức qua sông đặc biệt, mà trình tự chiến lược của nó còn kỳ diệu hơn. Trước tiên là dương đông kích tây, đánh tây xong rồi lại đánh đông, khiến cho đối thủ lâm vào tình thế bị động. Kế nghi binh này đã thực sự đạt tới tầm thiên biến vạn hóa, khiến cho quỷ thần cũng phải kinh sợ. Cùng với minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, hai thiên binh pháp này có thể nói là trác tuyệt bậc nhất, thiên hạ khó ai bì kịp. Dù là một binh gia nổi tiếng, sáng tác nên bộ kinh điển về binh pháp, thế nhưng Tôn Vũ thực chất không phải người cuồng tín chiến tranh. Ông trái lại chỉ coi chiến tranh là biện pháp hạ sách nhất, động binh là chiến lược bất đắc dĩ phải dùng. Binh chinh thiên hạ chỉ là một loại phương tiện, chứ không phải mục đích. Trái lại, an dân, yên định xã tắc mới chính là mục đích cao cả nhất của chiến tranh. Cũng như vậy, đấu tranh, giành giật không phải là phương tiện chủ đạo để duy trì sự sống. Nhiều người cho rằng cuộc sống này là một cuộc đấu tranh sinh tồn, mạnh được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Hãy thử suy nghĩ một chút nhé. Nếu xã hội loài người chỉ toàn là tranh đấu, hơn thua như vậy, chẳng phải là cũng chẳng khác gì so với thế giới của động vật hay sao? Con người sinh ra vốn có thiện tính, vốn đã mang sẵn trong mình những điều nhân nghĩa, thuần thiện. Quan hệ giữa người với người không phải xây dựng nên từ những cuộc chiến tranh, mà chính từ sự bao dung, nhân ái. Không phải từ gươm đao, mà là từ những bông hồng. Không phải từ khói lửa, mà là từ những cánh chim bổ câu hòa bình.